Lời nói đầu tiên nha, thì cho Long xin gửi lời chào thân ái toàn thể anh em xem và yêu mến kênh của Long nha. Thì cái mà vấn đề mà hôm nay Long muốn chia sẻ với anh em là có một số anh em á vẫn chưa có hiểu về con gà tích Phật hầu bò ha, và hay quan niệm về sai lầm về nó ha. Thì để Long có vài lời chia sẻ với anh em ha. Điều đầu tiên á, là cái quan niệm về sai lầm của một số anh em á, là sẽ nói là tích Phật hầu bò là nó nằm trên con gà diệt thuần tuyệt giống này nọ, không phải. Thì nói chung gà lai cũng có nha anh em ha. Thì mình nói với anh em vậy ha. Thì về mà chính sách đó, mà YouTube đó, thì nhiều khi không có cầm quay hoàn cảnh. Đây là một con gà của Long, nó có ba cựa rồi ha. Con gà này chân lông dãy hai hàng trơn à, gọi hai hàng trơn ở chân chu thôi, chứ còn con gà này thì nó cũng có mấy cái câu đầu ha anh em ha. Nội dãy gà rất đẹp, rất mỏng nha anh em, cán nhỏ xíu chân khô queo à ha. Thì cái vấn đề mà trong cái con gà tích Phật hầu bò anh em sai lầm là sẽ nói là con gà tích Phật hầu bò là gà lai không có. Thì con gà này của mình là mẹ nó máu Mỹ đó, cha là siêu. Rồi có một chút máu Việt ở trên con gà cha nữa ha. Thì không phải là cứ con gà Việt mới con gà tích Phật hầu bò, thì cái kết quả lai của chúng ta tốt thì nó sẽ vẫn có. Thứ hai, gà nào cũng ăn cũng thua anh em ơi. Còn tích Phật hầu bò thì nói chung là nhìn con gà nó đẹp ha. Rồi cái quan niệm thứ hai sai lầm á là anh em sẽ nói là con gà tích Phật hầu bò là mấy con gà đó chậm, đó là quan điểm sai lầm nha anh em. Rồi nhiều anh em lại nói nữa, ví dụ sẽ bị lầm tưởng là con gà mà tích Phật hầu bò cái mặt nó phải bự, cái mặt nó phải ngu, là sai lầm đó anh em ha. Cái hầu bò nó là cái phần yếm của cái con gà. Thường con gà thông thường cái yếm của nó sẽ căng ha, ngắn. Còn cái yếm của con gà hầu bò tức là nó giống như yếm của con bò, nó lòng thòng ha. Con gà này là một con gà mà mặt nhỏ nè, đó mình nói với anh em vậy ha. Thì nói chung thì con gà tích Phật hầu bò thì nói chung mà sở thích thì cũng nhiều, mình thì cũng thích đó. Con này thì khi mà mình chơi nó tới giờ mà cái tích nó nhỏ mình không có lắc ha, nên mình để luôn mình... Nó nhưng mà con này là tích Phật hầu bò vì cái chính sách YouTube đó nên nhiều khi mình không cầm, mình quay mình chỉ dẫn với anh em được ha. Cái yếm con gà này mà cái phần mà xuống ở ngay chỗ mà sát cái phần lông đó, của nó thòng rất là dữ nha anh em ha. Nó lúc lắc ha. Chứ không phải là anh em khi mà nhìn vô cái mặt con gà nó sẽ có cái phần mà nó phù cái cuốn họng, nó là phần, đó là phần riêng biệt.
mà cái phần mà rời ra như vậy là cái phần da mà nó lòng thòng ra ha. Thì tùy theo mỗi con gà cái độ hầu bò, thì con bò cũng vậy, có con cái nó lòng thòng dữ, có con lòng thòng ít, có con lòng thòng nhiều, rồi con gà càng già thì nó càng thòng đi nhiều nữa đó. Và cái phần thòng của nó là có con á, thì nó thòng lên trên một chút, có con thòng xuống thấp một chút ha. Thì không phải cứ con gà tích phân hầu bò là con gà nó mặt nó bự đâu anh em ha, thì mình nói với anh em vậy. Thì người ta nói con gà hay con người gì á, mình nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn ha. Cái khuôn mặt có sát sát khí thần khí hay không cũng thể hiện ở trên nó ha. Nhưng mà chơi con gà thì phải hội tụ tất cả các ưu điểm của nó ha. Con gà này thì lông lá này không có đẹp ha, tay nó cũng được thôi chứ cũng không nằm vào dạng là tay tốt dữ lắm ha. Đó. Nhưng mà nói về mà để mà chơi, mà nói về một cái đó, mình quay cái góc độ này anh em nhìn nó, anh em thấy không? Cái phần mà hàu của nó lòng thòng anh em ha. Tại mình không không cắt cái phần da nó gọn cho anh em thấy, cái phần tích nó gọn cho anh em thấy được, tại vì cái tích nó nhỏ cũng không cần cắt thôi. Cái gà cắt quá nhìn nó cay anh em. Tích mà mình thấy có nhiều anh em đăng cái hình gà tích Phật, trời ơi cái tích có chút xíu này. Cái mặt bị chảng lên, cái hầu thì cũng có hơi thòng một chút xíu, hơi căng nha. Chứ cái anh em kêu hầu bò không phải, cái hầu bò nó phải trễ ra ha, nó phải anh em mà nhìn nó giống như cái phần da dư thịt dư vậy, nó lòng thòng nó lúc lắc ra anh em ha. Đó. Thì nó mới gọi là hầu bò ha. Đó. Còn tích Phật á, là nó tích nó phải bự, nó che phủ hết cái phần mặt á, anh em nhìn nó hầm hố, nó bậm trợn dữ lắm ha anh em ha. Thì mình nói với anh em vậy. Mình là chuyên về chơi cán, anh em biết là con gà gặp cán, con gà này thì hết biết lông biên nè, hậu độ đẹp hết luôn ha, bộ chi đạo đẹp lắm, dãy gì láng bóng mỏng khô khan ha, cán tròn nhỏ xíu à. Nước dãy của nó rất đẹp ha anh em ha. Thì mình nói với anh em bạn gà vậy thôi, chứ để chia sẻ cho anh em thôi, chứ gà này thì nó cũng không có mục đích mua bán, tại vì nhiều khi những anh em không biết mình có mua gà này thì nó cũng khó, tại vì nó nằm hàng giá trị cao anh em ha. Thì nói chung là tướng cách dễ di, cộng với qua cái nước cựa của nó anh em, nó nọc lắm ha, nó đá điểm tuyệt đối không khỏi sửa, mà nhanh mau gọn lẹ không bị cựa, mà đá đẹp nữa ha. Sổ thì dẹt anh em. Sổ thường lắm, không có gì mà đặc sắc hết. Nói chung gà này không có gì để mà đẹp của nó về phẩm, mình ấy mình chỉ khoái nói cái mặt với lại cặp cán của nó là đủ, nó là giá trị. Bay này thành tích cao lắm nha anh em, bay này thành tích cao lắm. Có con này là con em út đẹp nhất bầy rồi, để lại chứ bầy này đưa đi là thành tích rất cao nha anh em, nó là tuyệt vời luôn, thành tích rất là tốt. Rồi mấy anh em ta phản hồi nói đám này ok, xài tốt, làm đám này nhiều. Rồi thân ái chào thẳng anh em nha, tại mình có một cái cuộc gọi ha, có gì đó hẹn phát chia sẻ cho anh em tiếp ha.